Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 187 cái token DXCheck. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, mọi người sẽ nhập kết quả. Tiếp tục mọi người join vào Telegram. Quay trở lại, do tiếp vào channel. Rồi, sau đó quay trở lại. Mọi người follow Twitter, retweet bài đăng. Chọn theo dõi. Rồi, chọn like. Sau đó thì sẽ retweet lại. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào Medium. Rồi, mọi người mở VPN lên nhé. Rồi, thì có vẻ như cái đường link Medium này của nó đã bị lỗi. Mọi người quay trở lại. Tiếp theo, mọi người sẽ follow Twitter và retweet lại cái bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi, mọi người sẽ tìm đến bài đăng của nó nhé. Rồi, ở bài đăng này mọi người sẽ like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Tiếp tục, mọi người sẽ join tiếp vào kênh liên kết cái này của nó. Rồi, sau đó quay trở lại, chọn Submit. Rồi, nhóm Telegram chưa join. Ok, quay trở lại. À, phải xác minh. Rồi, mọi người bấm vào đây để xác minh trên Telegram. Ok, quay trở về, mọi người sẽ bấm chọn Submit này. Rồi, gửi địa chỉ email. Tiếp theo gửi profiling của Twitter. Rồi sau đó thì ở đây cái Medium lỗi nhé, mọi người bấm vào skip cho mình. Rồi sau đó thì gửi cái đường link retweet ở trong kênh liên kết. Mọi người quay lại Twitter này, copy đường link. Rồi quay trở về bot, dán vào. Tiếp theo chọn yes. Rồi gửi địa chỉ ví PEP 20. Rồi sau đó thì chọn complete. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.